vốn là một chính khách nổi tiếng, Tổng thống Putin là người có công rất lớn trong việc dẫn sắt và nâng tầm địa vị của đất nước Nga trên toàn thế giới. Tuy nhiên, việc tìm trên các mặt báo thông tin cuộc sống về đời tư, về gia đình của ông lại vô cùng hiếm. Lý do bởi yêu cầu về an ninh, đồng thời Putin là một người vô cùng kiên quyết trong việc bảo vệ sự riêng tư của gia đình và các con. Tổng thống Nga Putin kết hôn với bà Lyudmila Putina, một cựu tiếp viên hàng không Aeroflot vào năm 1983 họ có với nhau hai người con gái là Maria Rovosova và Katerina Tikhomova. Năm 2013, Tổng thống Putin đi hôn với bà Putina. Nhà lãnh đạo Nga cho biết, vào thời điểm nói lời chia tay, hai người đều thống nhất đó là một quyết định chung. Lý do được bà Putina đưa ra là chúng tôi thực tế không bao giờ gặp mặt nhau và gọi đây là một cuộc ly hôn văn minh. Bản thân Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn cẩn trọng khi đề cập đến các câu hỏi liên quan đến gia đình của ông. Vào năm 2015, trong cuộc họp báo thường niên, vì Tổng thống đã né tránh các câu hỏi về danh tính của hai người con của mình. Ông Putin chia sẻ rằng, các con của tôi chỉ sinh sống và học tập tại Nga, tôi tự hào về tụi nhỏ. Mỗi người có quyền tự quyết định số phận, chung sống cuộc sống của chính mình và làm mọi thứ dựa trên nhân phẩm của bản thân. Hai cô con gái của ông Putin được cho là thường xuyên thay đổi tên để có thể tự làm việc và lập nghiệp một cách độc lập mà không phải dựa vào bố. Tuy vậy, Maria và Katerina cũng đã gặt hái được thành công trên con đường sự nghiệp của họ. Cô con gái lớn của Putin là Maria Rovonsova, sinh năm 1985. Cô học sinh, học tại Đại học Saint Petersburg và y khoa tại Đại học Quốc gia Moscow. Voronsova hiện là một viện sĩ chuyên về hệ thống nội tiết. Cô là đồng tác giả của một quyển sách về sự tăng trưởng thấp còi ở trẻ em và được xếp vào danh sách là nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Nội tiết ở Moscow. Cô tham gia nhiều nghiên cứu về di truyền học, lĩnh vực mà ông Putin từng cho rằng nó sẽ quyết định tương lai của cả thế giới. Cô giữ vai trò lãnh đạo các chương trình do chính phủ tài trợ. Washington nói rằng những chương trình này đã nhận được hàng tỷ đô la Mỹ từ Điện Kremlin cho nghiên cứu di truyền học và được đích thân ông Putin giám sát. Maria Rovosova cũng là một doanh nhân. BBC Russia xác định cô đồng sở hữu một công ty đang có kế hoạch xây dựng một trung tâm y tế đồ sộ. Vào năm 2013, Rovosova kết hôn với doanh nhân người Hà Lan Zoris Zuzparsen, người từng làm việc tại Tập đoàn Năng lượng Nhà nước Nga Gazprom. sau đó họ đã ly thân. Năm 2017, ông Putin khoe với đạo diễn Oliver Stone rằng mình đã lên chức ông ngoại, người cháu mà Tổng thống Nga nhắc đến là con của vợ chồng Maria Rovosova tổng thống nga cũng thừa nhận mình hiếm khi chơi đùa cùng cháu ngoại vì công việc quá bận rộn những người đã nói chuyện với rovosova kể từ khi cuộc xung đột nga ukraine diễn ra cho biết cô ấy ủng hộ cha mình và tỏ ra nghi ngờ đối với những báo cáo quốc tế về cuộc xung đột katerina tikonova người con gái còn lại từng theo đuổi nghề vũ công và tham gia nhiều cuộc thi lớn nhỏ ở nga và nước ngoài katerina tikonova ra đời khi ông putin đang hoạt động tại đức với công việc điệp viên Trước đây, Katerina Tikhonova từng kết hôn với tỷ phú trẻ nhất Nga là Kirill Samalov, 38 tuổi. Cặp đôi được cho là đã ly hôn sau khi người này kết hôn với Sahana Kova. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Nga năm 2018, tikonova đã được hỏi về công việc của cô với vai trò là giám đốc một viện nghiên cứu khoa học chương trình đã đưa tin về một nhóm nhà khoa học phát triển các thiết bị đọc sóng não mô tả cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học là sự kiện mang tính đột phá và sống còn với nền công nghệ nga chương trình đã cho thấy vai trò mới của tikonova như một nhà lãnh đạo của giới khoa học nga Năm 2021, cô được cho là đã trở lại một diễn đàn kinh doanh trong cả hai lần xuất hiện trước công chúng. Mối quan hệ của cô với Tổng thống Putin đều không được đề cập. Hồi tháng 7 năm 2022, hãng truyền thông nga RBC đưa tin, cô Tikhonova 35 tuổi, được cho là con gái út của Tổng thống Putin, đã được bổ nhiệm làm đồng chủ tịch Hội đồng điều phối thay thế hàng nhập khẩu thuộc Liên minh các nhà công nghiệp và doanh nhân nga RSPP. JSPP được thành lập vào tháng 6 năm 1990 là một tổ chức phi chính phủ chuyên thúc đẩy các lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp Nga. Theo website của tổ chức, JSPP được thành lập để thúc đẩy lợi ích kinh doanh của Nga ở trong nước và nước ngoài. Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2024, một loạt lệnh trừng phạt nhằm vào nước này đã nhắm đến ngừng mua năng lượng Nga, đóng băng tài sản dự trữ ngoại hối và ngăn chặn Moscow truy cập vào hệ thống thanh toán tài chính toàn cầu SWIFT các lệnh trừng phạt đó đã gây ra tình trạng thiếu hụt hàng hóa thiết yếu và khiến nền kinh tế Nga sụp giảm. Số liệu công bố hồi tháng 6 bởi cơ quan thống kê Liên bang Nga về tình hình kinh tế đất nước chỉ ra rằng hoạt động sản xuất đã sụp giảm mạnh ở một số lĩnh vực. Đầu tháng 7 năm 2022, tổ chức phát triển phi chính phủ Inopratika nói với RBC rằng Cô Tikonova, một cựu vũ công sau đó làm giám đốc điều hành công ty công nghệ, đã nhận được đề nghị tham gia hội đồng điều phối thay thế hàng nhập khẩu của RSPP, nhưng cô chưa đồng ý. Tổng thống Nga Putin vốn nổi tiếng kín tiếng về đời tư, ông từ chối công khai tên các con của mình, nhưng vào năm 2022, Bộ Tài chính Mỹ đã xác định Tikonova và Maria Voronsova là hai trong số các con gái của ông trở thành đối tượng của các lệnh trừng phạt Nga do cuộc chiến ở Ukraine. Vào thời điểm đó, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Katerina Tikhonova và Maria Rovostova là con gái của Tổng thống Nga Putin. Tikhonova là một giám đốc điều hành công nghệ với công việc là hỗ trợ chính phủ và ngành công nghiệp quốc phòng. Rovostova dẫn đầu các chương trình do nước ngoài tài trợ đã nhận được hàng tỷ đô la từ điện Kremlin về nghiên cứu di si truyền học và được đích thân ông Putin giám sát. Có thể thấy, hai con gái của Tổng thống Putin đều là những người vô cùng tài giỏi. Có lẽ cách nuôi dạy con gái của vợ chồng ông Putin là một trong những yếu tố giúp hai cô con gái có được thành công như vậy. Trong một lần trả lời phỏng vấn về cách dạy con, bà Liu Mila cho biết, tôi không bao giờ sử dụng kiểu giáo dục cưỡng bức mà để các con tôi tiếp nhận giáo dục từ nhiều phía. Tôi nghĩ rằng các con đã có tuổi thơ hạnh phúc, được tập múa, được chơi trò xếp hình, đặc biệt là không bao giờ bị chửi mắng, dài vò. Chúng luôn sống trong niềm vui, tinh thần thoải mái, khỏe mạnh. Khi chồng được bầu làm tổng thống vào năm 2000, bà Putina đã khóc cả ngày vì lo sợ rằng cuộc sống riêng tư của hai vợ chồng sẽ hoàn toàn kết thúc và các cô con gái sẽ phải nhìn thấy cha trên TV còn nhiều hơn ở nhà. Mà dù vậy, bà Putina vẫn nhận xét ông Putin là một người cha mẫu mực, dù không có nhiều thời gian dành cho con nhưng vẫn luôn ở bên con khi cần. Dù mệt mỏi và đau đầu vì công việc của đất nước cho đến mấy, khi về nhà cùng vợ con, ông luôn là người rất hay cười đùa thậm chí khi còn đã lớn tổng thống nga vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho con giữa cuộc sống bộn bề trăm công nghìn việc và bao nhiêu mối lo nghĩ trả lời phỏng vấn hãng thông tấn của nga istatas tổng thống putin cũng đã từng nói tôi đều đặn gặp các con mỗi tháng một lần hoặc hai lần công việc quá bận rộn thời gian quá xích sao nên hoàn cảnh buộc bố con tôi phải luôn tận dụng thời gian để có giây phút riêng từ bên nhau nói về cách dạy con của ông putin bà putina từng kể rằng không phải tất cả các ông bố đều yêu thương con cái của mình như ông ấy. Ông ấy hay nuôi chiều con, còn tôi là người uốn nắng bằng kỷ luật. Tuy nhiên, có lẽ do phu nhân có phương pháp dạy con rất tân tiến và hoàn hảo, nên Tổng thống Putin vô cùng tin tưởng và không bao giờ can dự vào phương pháp giáo dục con cái của vợ. Hiểu rõ nỗi khổ của cuộc sống nổi tiếng ngay từ khi lên nắm quyền, ông Putin đã thực hiện quyết liệt việc bảo vệ gia đình khỏi truyền thông và bảo vệ quyền riêng tư cho con, để con có thể lớn lên như những đứa trẻ bình thường, không dựa dẫm vào bố để sống và làm việc. Ông Putin từng chia sẻ, Con gái tôi chưa bao giờ được coi là con của tầng lớp thượng lưu hay con người nổi tiếng. Chúng không bao giờ đứng dưới ánh đèn sân khấu và để ai đạo diễn cuộc đời chúng. Maria Jakasterina sẽ sống trong cuộc đời của mình và rất kiêm tốn. Có thể thấy vợ chồng Tổng thống Putin đã nuôi sẻ con cái bằng tất cả tình yêu thương và sự bảo vệ. Ngay cả khi đã ly hôn, hai người vẫn luôn cố gắng dành thời gian ở bên, đồng hành và theo dõi mọi bước đi của các con. Cho tới nay, sau 12 năm trên cương vị Tổng thống, Tổng tư lệnh tối cao lực lượng vũ trang Nga, ông Putin đã lãnh đạo đất nước, thu được nhiều kết quả địa chính trị quan trọng. Đầu tiên, đó là việc sắp nhập bán đảo chiến lược Crimea vào năm 2014, thông qua cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Ukraine và phương Tây không công nhận điều này. Thứ hai, chiến thắng tại Syria, ngăn chặn lực lượng khủng bố thò chân vào vùng Dabka, đe dọa an ninh Nga, đồng thời tạo ra một hạm đội địa trung hải, điều mà Liên Xô dùng muốn nhưng chưa làm được. Thứ ba, xây dựng hiến pháp mới năm 2020 thay thế cho hiến pháp 1993 kết thúc kỳ nguyên Gorbachev, Yeltsin và đưa nước Nga hùng mạnh trở lại khiến Mỹ và châu Âu phải nể sợ. Thứ tư, tài vũ trang lực lượng vũ trang thành công, hoàn thiện hiện đại hóa 59% bộ 3 tấn công hạt nhân vượt trội Mỹ, đưa nước Nga trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có lực lượng siêu thanh chiến lược. Thứ năm, trước đòn cấm vận, bao vây cấm vận của phương Tây tập thể, ông đã có một đường lối đúng đắn và khôn ngoan, dựa trên nguồn lực tài nguyên cũng như trí tuệ dồi dào, giúp nước Nga vẫn đứng vững phát triển mạnh mẽ. Thứ sáu, tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine. Mặc dù Nga phải gián tiếp đối đầu quân sự với Mỹ, NATO tại Ukraine, nhưng cho tới nay, như Tổng thống Putin đã tuyên bố, Nga đã từng bước thành công dường như Mỹ, NATO bất lực trước dự án Ukraine. Thứ bảy, Nga có đủ khả năng và tiềm lực thực hiện đề xuất đảm bảo an ninh của Nga gửi Mỹ và NATO vào tháng 12 năm 2021, mà sư luận gọi là tối hậu thư yêu cầu NATO không tiến về phía đông, lùi về phía biên giới năm 1997. Cuối cùng, năng lực quân sự kinh tế, Tổng thống Nga Putin đã đi những nước cờ để khiến thế giới đơn cực do Mỹ lãnh đạo bị súng lắc dữ dội, bắt đầu xây dựng một thế giới đa cực. Trong vòng 12 năm làm Tổng thống, việc ông Putin đã đưa nước Nga từ đống đổ nát trồi dậy như vậy phải nói là thần kỳ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh sinh viên MGI MO 360, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết Tổng thống tiếp theo của Nga phải giống như Putin, hoặc khác nhưng giống nhau. Ngày 18 tháng 12 năm 2023, ông Putin nộp hồ sơ ứng cử lên Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga CEC để đăng ký ứng cử cho vị trí Tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2024. Theo AFP, đến ngay như ứng viên đối thủ, lãnh đạo đảng dân chủ tự do Nga, LDPR, Leonis Slutsky, cũng tin ông Putin thắng lớn khi tái tranh cử. Thậm chí, ông Slutsky, sau khi được đề cử đại diện LDPR ra tranh cử tổng thống Nga vào 2024, ông còn tuyên bố rằng: "Tôi sẽ không kêu gọi bỏ phiếu chống lại tổng thống Putin, một cuộc bỏ phiếu cho Slutsky và LDPR hoàn toàn không phải bỏ phiếu chống lại Putin. Tôi sẽ không lấy đi những lá phiếu ủng hộ tổng thống." Theo hãng tin TASS, nếu tái đắc cử Tổng thống Nga năm 2024, ông Putin sẽ nắm quyền ít nhất đến năm 2030. Giới phân tích cho rằng, việc ông Vladimir Putin không được người dân Nga chọn làm Tổng thống mới là chuyện lạ. Nga còn bao nhiêu việc phải làm đang chờ ông ở phía trước.